Chào các bé, hôm nay chị và bạn siêu nhân Bút Chì sẽ hướng dẫn các bé về một nhân vật rất được các bạn nhỏ yêu mến. Đó chính là bạn mèo Hello Kitty. Các bé có biết không, bạn mèo Hello Kitty của chúng ta đến từ Nhật Bản và có chiếc nơ hồng rất đặc trưng. Bắt đầu vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị sẽ vẽ phần đầu cho bạn mèo của chúng ta bằng một hình tròn. Sau đó, chị vẽ phần thân của Kitty bằng hai đường cong và nối nhau với một đường thẳng nằm ngang. Hai chân của mèo Kitty được vẽ từ hai hình chữ nhật bằng nhau. Chị vẽ hai tay của Kitty buông xuôi theo phần thân của mèo nhé. Và vẽ đôi tay của mèo vẽ lên trên ở hai bên đầu. Chúng ta không quên vẽ chiếc nơ đặc trưng của mèo Hello Kitty các bé nhé. Chị xóa đi những nét vẽ dư. Sau đó chị tô đậm lại các nét vẽ. Thêm nơ nhỏ bên trong nơ lớn. Chị vẽ hai mắt, mũi và râu cho mèo Kitty nhé. Ở phần chân, các bé vẽ những nét cong như chị đang vẽ nhé. Để hoàn chỉnh, chị vẽ nét cong để tạo kiểu cho phần áo của bạn mèo. Cuối cùng, mình xóa đi những nét vẽ dư. Thế là xong phần vẽ rồi, chuyển sang tô màu thôi. Chị sẽ tô chiếc nơ và phần thân của bạn mèo bằng màu hồng rất đặc trưng. Các bé nhớ tô viền trước để không bị lem nhé. Sau đó chị dùng màu đen để tô viền cho phần đầu, hai mắt của mèo Kitty, râu hai bên, viền cho tay và chân luôn các bé nhé. Để hoàn chỉnh, chị tô mũi của Kitty bằng màu vàng. Sau đó cũng viền mũi bằng màu đen. Thế là hoàn tất phần tô màu rồi. Bạn ngay tranh này đưa khoe ba mẹ thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại lần sau. Chào các bé. Hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các bé về một nhân vật hoạt hình rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đó chính là chú chó nhút nhát trong phim hoạt hình Courage Dog. Chú chó nhút nhát của chúng ta hôm nay khá là đơn giản phải không nào? Các bé màu màu mà nháy bút ra cùng chị vẽ nhé. Đầu tiên, chị sẽ vẽ